Dạ vâng, và trước khi tiến đến hôn nhân, đôi bạn trẻ đã trải qua những ngày tháng yêu thương, quan tâm và tìm hiểu. Để ngày hôm nay tình yêu của cô dâu Bích Son và chú rể Chí Thư đã làm động lòng ông Tâm Bà Nguyệt. Để ngày hôm nay, ông Tâm Bà Nguyệt phải xe từng sợi chỉ hồng, bắt thêm nhật cầu ô thước và giờ đây, tay trong tay tiến đến nghi lễ hôn nhân. Trước sự chứng kiến của quan viên hai họ, trước sự chúc mừng của quan khách ở đây đây. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay cũng chính là ngày 17 tháng 12 năm 2023, là ngày lành tháng tốt, là ngày lễ phu quy của cô dâu Bích Son, sánh duyên cùng với chú rể Chí Thơ. Và thứ hằng xin được chúc cho đôi quyên ương được trăm năm hạnh phúc, long phụng hòa minh, sắc cầm hảo hợp. Và xin chúc cho hai bên gia đình được dâu hiền rễ thảo và đời đời bền chặt mối tham giao. Một lần nữa, thứ hằng xin được thay lời cho gia đình, xin chân thành cảm ơn đến tất cả các vị khách quý đã không quản ngại đường xá xa xôi đến đây chung vui với tiệc nhóm họ cùng với gia đình. Và trong lúc gia đình tiếp đón cũng như về phần tiếp đại, nếu có điều gì sơ sót, xin quý vị cũng vì tình thương mến thương dành cho gia đình và dành cho đồng ương hôm nay bỏ qua cho. Và kính chúc tất cả quý vị có một buổi tiệc thật là ngon miệng, vui vẻ, nhiều sức khỏe và đặc biệt là mang phát tài. Ngoài những món ăn ngon mà gia đình đã chuẩn bị thì gia đình có mời âm thanh ánh sáng Nhật Nguyễn về đây phục vụ văn nghệ cho toàn thể quý vị. Và xin mời tất cả quý vị những ai có tinh thần giao lưu văn nghệ thì hãy mạnh dạn tiến về sân khấu đem lại ca tiếng hát của mình, cũng như thay lời chúc mừng cho đôi uyên ương được trăm năm hạnh phúc. Xin mời và kính mời. Và ngay bây giờ, không làm mất thời gian của tất cả quý vị, chương trình giao lưu văn nghệ hát mừng tình yêu, hát mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương, cô dâu Bích Son sánh duyên cùng với chú rể Chí Thơ do âm thanh ánh sáng Nhật Nguyễn thực hiện xin được phép bắt đầu. Dạ vâng, và đề hát mở đầu chương trình văn nghệ buổi tối hôm nay, ca khúc đầu tiên thưa hằng xin gửi đến tất cả các vị khúc mời riêng tàu về quê hương, xin mời tất cả việc cùng thưởng thức. We'll be right back.
Và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì xin mời một tiếng hát đại diện gia đình, xin mời tiếng hát của anh Nhân đến.